Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2024, giải nhất miền Bắc 03013, giải nhì 14200, 36687 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 96170. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.